Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vì sao Nguyễn Thanh Nghị cho Đặng Quốc Khánh đò ván. Trước khi có thông tin Nguyễn Thanh Nghị chính thức trở thành tân Bộ trưởng Bộ Xây dựng của Việt Nam thì Nguyễn Thanh Nghị đã phải vật lộn với một đối thủ ngang tài ngang sức của anh ta để giành lấy chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Người đó là ai mà dám có thể cạnh tranh với thái tử Đảng hiện nay như vậy? Đó chính là Đặng Quốc Khánh. Cả hai người đều là thái tử Đảng, tuy nhiên Nguyễn Thanh Nghị thì nổi tiếng hơn. Giữa Đặng Quốc Khánh là hai đối thủ ngang tài ngang sức, về tuổi tác là ngang bằng nhau. Về chuyên môn thì cũng tương đương như nhau. Tuy nhiên mỗi người một ngã rẽ khác nhau và tất cả hai đều tiến tới một chung, đó là tranh chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Khi một đối thủ mà thách đấu với con trai ông Nguyễn Tấn Dũng thì người này cũng không phải là dạng vừa. Nếu Nguyễn Thanh Nghị có ưu thế này thì Đặng Quốc Khánh lại có ưu thế khác. Ngược lại, Nguyễn Thanh Nghị là một thái tử Đảng có lý lịch đẹp nhất trong các thái tử Đảng hiện nay, nhưng Nghị lại chảy chật tiến thân chứ không suôn sẻ như Trần Tuấn Anh hay Phạm Bình Minh. Đấy cũng là điều dễ hiểu. Nếu ông Nguyễn Tấn Dũng gây dựng được gì thì Nguyễn Thanh Nghị được hưởng hết. Nếu Nguyễn Tấn Dũng làm mất điểm thì Nguyễn Thanh Nghị cũng phải gánh, chứ chẳng ai gánh cho. Lần này Nguyễn Thanh Nghị ra Hà Nội nắm chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng, người ta sẽ theo dõi ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ làm gì để thiết kế tương lai cho cậu con trai quý tử. Nắm một bộ như Bộ Xây dựng thì không phải là bộ lớn, tuy nhiên nếu làm tốt, ông Nghị có thể hoàn toàn góp nhặt khả năng để leo lên chiếc ghế Phó Thủ tướng, chứ không cần phải về địa phương quản lý nữa. Vì việc luân chuyển về địa phương đã được ông Nguyễn Tấn Dũng thiết kế cho Nghị trước đây rồi. Đây là hình ảnh Nguyễn Thanh Nghị đã có chiến thắng trong cuộc so găng đầu tiên trên vũ đài chính trị. Trịnh Đình Dũng là một mẫu người mà Nguyễn Thanh Nghị có thể làm theo. Tuy nhiên, Trịnh Đình Dũng thì đã lớn tuổi nên tiến đến chức Phó Thủ tướng thường trực thì quá tuổi để ở lại nhiệm kỳ nữa. Nhưng Nguyễn Thanh Nghị thì lại khác. Hiện Nguyễn Thanh Nghị là một bộ trưởng trẻ nhất trong nội các của ông, thủ tướng mới. Thân thế và sự nghiệp của Đặng Quốc Khánh ra sao? Đặng Quốc Khánh sinh năm 1976, năm nay 46 tuổi. Ông hiện là đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Hà Giang. Ông nguyên là trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 của tỉnh Hà Tĩnh, trúng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị số 2 tỉnh Hà Tĩnh gồm các huyện Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân và Lộc Hà. Vào năm 2016, ở tuổi 40 khi nhậm chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021, Đặng Quốc Khánh trở thành Chủ tịch tuổi tỉnh trẻ tuổi nhất Việt Nam. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bí thư tỉnh ủy Hà Giang. Như vậy thì nếu nói nhiệm kỳ 2016-2021, cả Nguyễn Thanh Nghị và Đặng Quốc Khánh đều là Bí thư tỉnh cả. Về trình độ chuyên môn thì tiến sĩ chuyên ngành quản lý đô thị và công trình Đại học Kiến trúc Hà Nội, tên luận án là quản lý quy hoạch xây dựng khu du lịch ven biển Bắc Trung Bộ, bảo vệ vào năm 2012. Nói về chuyên môn thì ông Khánh hoàn toàn đủ khả năng để đảm nhận chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ông Đặng Quốc Khánh cũng là một thái tử Đảng. Ông là con của ông Đặng Duy Báu, cựu Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 1996-2005. Đây là hình ảnh bại tướng của Nguyễn Thanh Nghị, ông Đặng Quốc Khánh. Điều đáng nói là Đặng Quốc Khánh là người xuất thân ở Hà Tĩnh, mà như đã biết, ở đại hội lần thứ 13, Hà Tĩnh có đến 11 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có một ủy viên Bộ Chính trị. Lực lượng ủy viên Trung ương Đảng của tỉnh Hà Tĩnh đứng thứ 3 chỉ sau Hà Nội và Nghệ An mà thôi. Điều đó cho thấy nhóm lợi ích địa phương ở Hà Tĩnh rất lớn mạnh. Các nhân vật trong nhóm lợi ích chính trị Hà Tĩnh có thể kể như sau. Thứ nhất là Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thứ hai là Hoàng Trung Dũng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Thứ ba là Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ tư là Đoàn Minh Huấn, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản. Thứ năm là Lê Minh Hưng, Chánh văn phòng Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ sáu là Trần Tiến Hưng,
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Thứ 7 là Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang. Thứ 8 là bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Thứ 9 là Nguyễn Đức Thành, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Thuận, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thứ 10 là Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 11 Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Và như vậy, thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Thanh Nghị cũng rất rực rỡ trong thời gian vừa qua. Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, cũng 45 tuổi, bằng tuổi với Đặng Quốc Khánh. Ông Nghị hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, là con trai cả của ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và từng là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nước ở thời điểm được bổ nhiệm vào năm 2015. Về trình độ học vấn thì ông Nghị có trình độ tiến sĩ khoa học ngành kỹ thuật xây dựng. Trước khi điều chuyển về làm lãnh đạo Bộ Xây dựng, ông Nghị có thời gian công tác tại nhiều cơ quan khác nhau. Cụ thể, vào năm 2006, ông là giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Hai năm sau, ông được thăng làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Ba năm sau nữa, ông thành Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, rồi Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Tới tháng 3 năm 2014, Bộ Chính trị điều động luân chuyển ông làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa 9, nhiệm kỳ 2010-2015. Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã bầu ông giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Vào giai đoạn tháng 10 năm 2015 và tháng 10 năm 2020, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Tới tháng 1 năm 2016, ông chính thức là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12. Vào ngày 5 tháng 10 năm 2020, ông đã được Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Đây là hình ảnh Nguyễn Thanh Nghị. Nhóm lợi ích địa phương quê Cà Mau thua ít hơn nhóm lợi ích Hà Tĩnh rất nhiều. Cà Mau có 5 Ủy viên Trung ương Đảng và không có Ủy viên Bộ Chính trị nào. Tên tuổi của 5 người đó được chia sẻ như sau. Dương Thanh Bình, trưởng ban dân nguyện Quốc hội. Thứ hai là Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Thứ ba là Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau. Thứ tư là Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Và thứ năm là Lê Tấn Tới, Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Và nếu gộp thêm số ủy viên Trung ương Đảng ở Cà Mau và Kiên Giang thì cũng chỉ được tổng cộng có 6 người. Không có người nào là Ủy viên Bộ Chính trị cả. Như vậy, xét về quyền lực của nhóm lợi ích thì Cà Mau và Kiên Giang gộp lại cũng không bằng được Hà Tĩnh. Và giờ đây câu hỏi đặt ra vì sao Nguyễn Thanh Nghị đã thắng Đặng Quốc Khánh. Thực ra Nguyễn Thanh Nghị chỉ hơn Đặng Quốc Khánh một yếu tố, đó là sức mạnh của người cha. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã từng là thủ tướng hai nhiệm kỳ, sức ảnh hưởng của ông Dũng lớn hơn ông cựu bí thư tỉnh Hà Tĩnh Đặng Duy Báu rất nhiều. Tuy nhiên, nếu nói ông Nguyễn Tấn Dũng có sức ảnh hưởng nhiều để hỗ trợ con trai thì chính ông Dũng cũng là gánh nặng làm cho Nguyễn Thanh Nghị khổ sở lắm mới trèo lên được chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Xây dựng này. Nếu ông Dũng không làm những điều gây tai tiếng thì ông Nguyễn Phú Trọng không tìm cớ để dìm Nguyễn Thanh Nghị. Như vậy có thể nói một mình sức mạnh của ông Nguyễn Tấn Dũng không đủ lực để đẩy Nguyễn Thanh Nghị vượt lên trên Đặng Quốc Khánh cho được. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính làm nhân tố làm nên chiến thắng của Nguyễn Thanh Nghị. Trước khi Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra, Nguyễn Thanh Nghị có nguy cơ bị rớt đài khỏi Ủy viên Trung ương Đảng hơn Đặng Quốc Khánh. Cái rủi đó không phải là tự nhiên mà đến, đó là hậu quả của những năm tháng sai phạm trên cương vị Thủ tướng do Nguyễn Tấn Dũng gây ra. Tuy nhiên, may mắn là khó khăn đã qua và Nguyễn Thanh Nghị nhờ may mắn mới loại được Đặng Quốc Khánh. Đó là may mắn gì mà dư luận vẫn tiếp tục đặt câu hỏi. Ông Nghị không bị loại khỏi Ủy viên Trung ương Đảng. Thứ nhì là Phạm Minh Chính trở thành Thủ tướng. Theo tin Nội Chính cho biết, trước khi ông Phạm Minh Chính lên danh sách nội các, Đặng Quốc Khánh đã nhận được nhiều đề nghị hơn cho chức vụ Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, ông Phạm Minh Chính đã gạt đi và điền tên Nguyễn Thanh Nghị như là một hành động trả ơn cho Nguyễn Tấn Dũng. Và Nguyễn Thanh Nghị
đã đánh bại Đặng Quốc Khánh theo kịch bản như thế, kịch bản Phạm Minh Chính. Nếu không phải là con trai của Nguyễn Tân Dũng thì Nguyễn Thị Nghị không có cửa để cạnh tranh với Đặng Quốc Khánh vì nhóm lợi ích Hà Tĩnh của Khánh rất lớn mạnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2021 với bản tin Vì sao Nguyễn Thanh Nghị cho Đặng Quốc Khánh đo ván. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.